Công ty nhà đất Thắng Hạnh được giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm vừa được ra lò vào đầu năm 2021. Đây là một căn nhà vừa được xây dựng xong và mẫu mã rất là đẹp, nằm tại đường Bào Năng. Vị trí của nó là ngay ngã tư đường Hoàng Thị Loan và đường Lý Thái Tông. Từ đây ra biển Nguyễn Tất Thành chỉ 500 mét thôi, rất là gần biển. Vị trí này mọi người vừa ở vừa buôn bán kinh doanh rất là ok. Đường chúng ta là đường 5m5 và vỉa hè là 3m mỗi bên. Và đây là mặt tiền căn nhà của chúng ta. Nhà được thiết kế theo kiểu tân cổ điển, nhìn rất là đẹp. Nhà màu trắng ở giữa nhà mọi người. Mình sẽ tiến vào trong và giới thiệu kỹ cho mọi người xem. Ở đây chúng ta có vỉa hè 3 m, mọi người có thể đậu xe ô tô dưới lòng đường hoặc là đậu trên vỉa hè vô tư. Vì khu vực này khu vực dân cư mới, đậu đỗ xe thoải mái hoặc là mọi người có thể chạy xe vào nhà. Mặt tiền nhà chúng ta rất là đẹp. Cổng ngõ tường rào rất là kiên cố, đặc biệt ở đây chúng ta có khu vực sân đậu xe máy và đậu ô tô thì chúng ta chạy luôn vào phòng khách. Hoặc là như lúc nãy mình nói, mọi người có thể đậu ở ngoài vỉa hè. Khu vực này, khu vực sân để xe máy rất là rộng, tầm 3 mét. Và đặc biệt nhà này vừa được xây dựng xong vào đầu năm 2021 với lối kiến trúc tân cổ điển. Trong nhà xây rất là kiên cố, mọi người yên tâm về chất lượng. Nhà này xây tường 20, được chống thấm rất là kỹ. Diện tích nhà chúng ta là bề ngang 5, bề dài 17, là bằng 85 mét. Xây dựng lên 3 mê 3 tầng. Hướng nhà chúng ta là hướng Đông Nam, phù hợp với những anh chị nào thuộc Đông Tứ Mệnh. Hướng Đông Nam là một hướng đẹp nhất trong tất cả các hướng của phong thủy. Nhà này được sử dụng gỗ tự nhiên, gỗ gõ đỏ. Và hai bên chúng ta được làm bằng gỗ trang trí, gỗ ốp trang trí. Nhìn nhà rất là sang trọng. Nhà này có sẵn nội thất rồi, mọi người chỉ việc dọn vào là ở thôi. Đặc biệt nội thất này được tặng lại tất cả cho quý khách hàng của chúng ta. Quý anh chị đang xem review, nếu thấy hay thì xin cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Công ty nhà đất Đà Nẵng rất là hân hạnh được review những ngôi nhà đẹp đến quý khách hàng của chúng ta. Bên này chúng ta có một tủ rượu làm bằng gỗ gõ đỏ dưới ô giếng trời của cầu thang. Ở đây chúng ta có một ô giếng trời rất là rộng luôn mọi người này. Mùa hè rất là mát. Ở đây là toàn cảnh phòng bếp. Phòng bếp của chúng ta được ốp full gỗ, tất cả là gỗ tự nhiên hết nha mọi người. Bên phải là gỗ được sơn màu trắng và bên trái chúng ta được sơn màu cánh gián. Chúng ta có một bộ bàn ăn và bộ bàn đảo. Phía sau này chúng ta có một khu vực trống. Nếu gia đình nào mà có người lớn tuổi, người già thì chúng ta có thể để thêm một cái giường nhỏ nhỏ ở đây là ngủ vô tư luôn. Đây khu vực này đang để trống. Đây là mình nói ví dụ nếu chúng ta có một người người cao tuổi, người già thì có thể ngủ ở đây. Nếu mà không lên lầu được, còn lên lầu được thì ở trên lầu chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ và một phòng thờ, một sân phơi. Phía sau nhà chúng ta là có một lối thoát hiểm 2 mét. Bên trái này chúng ta có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở trên lầu 1, lầu 2 thì rất là đẹp. Còn nhà vệ sinh ở đây thì nhà vệ sinh cũng tạm được, chưa đến nỗi đẹp lắm. Đây là toàn cảnh mình đứng phía sau nhìn đến phía trước của căn nhà. Anh chị em đang xem video, có thể mình không mua được nhà nhưng mình học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm để xây dựng một căn nhà cho riêng mình hoặc là sửa nhà. Mình quay rất là chi tiết để cho anh chị có thể tham khảo học hỏi từ trần thạch cao đến cách bố trí nội thất.
Mình xin nhắc lại, nhà này diện tích 5 nhân cho 17 bằng 85 mét và được xây dựng lên 30 đúc 3 tầng. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam. Nội thất ở trong nhà được trang trí và bố trí rất là hài hòa. Nhà này được xây dựng vào đầu năm 2021. Chính chủ nhà mọi người, không chưa qua tay một ai cả. Bây giờ mọi người mua là mọi người mua chính chủ luôn. Mọi người có thể xem lại khu vực sân để xem máy. Xe máy rất là rộng. Nếu mà mọi người đậu ô tô thì đậu trước nhà, trên vỉa hè, hoặc có thể chạy ô tô vào trong phòng khách cũng được. Cầu thang chúng ta được làm bằng đá Ấn Độ, đá đen trắng. Tay vịn gỗ, gỗ gõ đỏ, được chạm trổ rất là tinh tế. Kính cường lực 10 ly. Bây giờ mình tiến lên lầu 2 cho mọi người xem. Đây là một sự tinh tế của bố trí nhà này mọi người. Phòng chúng ta để cửa sổ rất là thoáng. Đây là phòng ngủ phía sau của tầng 2. Nhà này thì giống như một khách sạn luôn. Ở trong phòng ngủ chúng ta có sẵn nội thất, có sẵn nhà vệ sinh. Chỉ việc dọn quần áo vào là ở thôi. Nội thất trong nhà này tất cả đều được build bằng gỗ cho nên nhìn rất là sang trọng. Đây chúng ta có một tủ quần áo rất là cao. Trong này chúng ta có nhà vệ sinh. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Chúng ta có vách vách kính ngăn nhà tắm lại và có vòi tắm hoa sen, vòi tắm massage, thiết bị vệ sinh nhập khẩu. Phòng rất là rộng luôn. Nhà bề ngang 5 mét nó rất là dễ bố trí. Và nó tạo sự thoải mái cho chúng ta. Ở đây là phòng ngủ phía trước của tầng 2. Rất là đẹp. Nhà rất là đẹp nha mọi người, phòng ngủ rất là thoáng. Chúng ta đều có cửa sổ và chúng ta có một cái lối ra ban công rất là rộng luôn. Mọi người có thể ra ngoài này ngồi uống nước, uống cà phê, nói chuyện vô tư. Nhà này ốp toàn đồ gỗ tất cả luôn. Phòng này chúng ta cũng có nhà vệ sinh riêng. Trong nhà vệ sinh đây chúng ta cũng có vòi tắm hoa sen, có kính cường lực, có cửa che lại phòng tắm riêng biệt và thiết bị vệ sinh chúng ta cũng thiết bị nhập khẩu.
Nhà này là nhà được xây mới hoàn toàn trên nền đất trống. Khu vực này là khu vực rất là văn minh luôn. Khu đô thị mới của trục ở Tây Bắc thành phố Đà Nẵng. Đường này gọi là đường Bào Năng. Nó song song với lại đường Lý Thái Tông, ngay ngã tư đường Lý Thái Tông và Hoàng Thị Loan. Ở đây chúng ta đi ra biển thì chưa đến một cây số và đi đến bến xe trung tâm thành phố là một km. Bây giờ mình đang tiến lên tầng 3 cho mọi người xem. Tầng 3 phía sau, chúng ta cũng có một phòng ngủ và được trang trí đầy đủ nội thất, có cửa sổ luôn. Nhà rất khá là rộng nha mọi người. Cái phòng ngủ rất là to. Nhà này là 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi, có một chỗ trống ở dưới tầng 1. Có thể để thêm một cái giường cho người lớn tuổi ngủ. Và nhà này diện tích sử dụng là 250 mấy. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, hướng rất là mát. Ở sau nhà chúng ta có một lối thoát hiểm, cho nên tầng nào cũng được mở cửa hết. Phòng ngủ nào cũng có nhà vệ sinh riêng. Nhà này tổng cộng là 4 nhà vệ sinh. Chúng ta tiến đến phía trước của tầng 3. Bên phải chúng ta là khu vực để giặt phơi. Chỗ này là khu vực để máy giặt. Ở đây chúng ta có khu vực phơi đồ, phơi quần áo. Ở đó chúng ta có một cái lỗ leo lên trên sân thượng. Có sẵn cầu thang rồi. Cũng rất là xịn sò. Bên này là một phòng trống. Phòng trống này dùng để phòng thờ. Nếu gia đình nào chúng ta không thờ thì sử dụng phòng này làm phòng ngủ luôn, là tổng cộng là 5 chỗ ngủ luôn. Hiên này chúng ta có một sảnh rất là thoáng, là trụ giả đá này. Lối kiến trúc theo kiểu biệt thự đây mọi người. Và đây là cảnh trước nhà chúng ta. Nhà chúng ta gần góc cua, cho nên khu vực này rất là thoáng mát. Mình xin nhắc lại, nhà này diện tích là 5 nhân cho 17 bằng 85 mét, diện tích sử dụng là 3 tầng 250 mét, với công năng là một sân đậu xe rất là rộng, 3 phòng ngủ, một phòng thờ, nếu gia đình nào không thờ là 4 phòng ngủ. Và đặc biệt có thêm một chỗ ngủ phụ nữa ở dưới tầng trệt. Chúng ta có thể để giường cho người lớn tuổi. Và nội thất trong nhà này là được làm bằng gỗ tự nhiên tất cả, cộng với là gỗ trang trí ăn cường. Nhà chúng ta được xây tường 20 rất là kiên cố, chống thấm rất là kỹ. Mọi người yên tâm về mưa bão. Và khu vực này là đường Bào Năng, ngay song song với là đường Lý Thái Tông, gần ngay chỗ đường Hoàng Thị Loan và đường Lý Thái Tông. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy thiền viện Bồ Đề đây. Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ đây lên bến xe là một cây số và đi ra biển là chưa đến 1 km. Xe ô tô chúng ta có thể đậu trước nhà hoặc là đậu bên lề, hoặc chúng ta có thể chạy luôn vào nhà nếu mọi người thích. Và đặc biệt giá bán nhà này rất là mềm. Nhà này giá chỉ có là 5 tỷ 3 thôi. 5 tỷ 3 còn thương lượng. Giá khá là rẻ cho đầu năm 2021. Anh chị nào muốn xây dựng nhà tại thành phố Đà Nẵng thì cũng có thể liên hệ số điện thoại đang hiển thị lên màn hình. Công ty Nhà đất Đà Nẵng là công ty kiến trúc xây dựng, chuyên thiết kế và thi công xây dựng nhà phố. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mình xin nhắc lại là giá bán là 5 tỷ 3 còn thương lượng. Nhà mặt tiền đường 5x5. Anh chị chúng ta có thể tham khảo
nhà này để sửa nhà của mình đang ở, và nếu muốn xây dựng nhà mới thì chúng ta cũng có thể học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ video này. Mọi người thấy hay thì xin cho một like và một lượt đăng ký kênh. Công ty nhà đất Đà Nẵng rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị chúng ta. Số điện thoại đang hiển thị lên màn hình. Mọi người muốn đi xem nhà xin gọi vào số đó. Nhà rất là đẹp nha mọi người. Là tổng quan nhìn lại căn nhà của chúng ta rất là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.